Tiếp tục với những diễn biến chiến sự tại Ukraine, một quan chức tân Nga tại Lugansk mới đây cho biết quân đội Ukraine đã điều một số đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu dài dặn đến nhằm chi viện cho mặt trận Krasny Liman. Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn TASS, ông Andrei Maroshko, cựu sĩ quan thuộc lực lượng dân quân Lugansk cho biết, quân đội Ukraine đã điều động các đơn vị tinh nhuệ với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn tới chi viện cho khu vực Krasny Liman. Ông Maroshko phát biểu, tại mặt trận Krasny Liman, đặc biệt là tại khu vực Nikolayevka. Quân đội Ukraine đã điều động đến đây các đơn vị thiện chiến với kinh nghiệm chiến đấu tại mặt trận Kherson và Kharkov. Cựu sĩ quan lực lượng dân quân Lugansk nhận định, các chỉ huy quân đội Ukraine đang cảm thấy lo lắng trước những cuộc tấn công dồn dập của quân đội Nga trong thời gian gần đây. Vì vậy, các đơn vị trên được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine tại Liman. Mục tiêu chính của những đơn vị vừa được điều động là giúp tăng cường khả năng phòng thủ cho hướng tiến công Sloviansk và Krasny Liman, đồng thời bảo vệ những con đường dẫn đến điểm vượt sông Svesky Donetsk. Trong ngày 16 tháng 2, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 100 binh sĩ cùng nhiều phương tiện chiến đấu của lực lượng phòng thủ Ukraine tại phòng tuyến Krasny Liman chỉ trong vòng 24 giờ. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với TASS hôm 15 tháng 2, ông Marosko tiết lộ, quân đội Ukraine đang cẩn trương xây dựng tuyến phòng thủ nhiều lớp tại khu vực Krasny Liman. Ông Maroshko xác nhận, tại khu vực Krasny Liman, đối phương đang dựng thêm những công sự và ụ chiến đấu mới, qua đó tạo thành một tuyến phòng thủ nhiều lớp. Không chỉ có binh sĩ và phương tiện quân sự, các máy móc nông nghiệp từ thành phố Kharkov cũng đã được điều đến đây để hỗ trợ xây dựng phòng tuyến. Bên cạnh đó, các vũ khí hạng nặng tự chế như súng cối và súng máy gắn trên xe bán tải cũng đã được quân đội Ukraine trang bị cho lực lượng phòng thủ tại Krasnilyman. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vừa qua các lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành một cuộc tấn công tập trung bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, phóng từ trên không và trên biển, nhằm vào các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu và đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine. Mục tiêu tấn công đã đạt được, tất cả các đối tượng được chỉ định đều bị trúng đạn. Cuộc tấn công đã dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu và đạn dược cho các nhóm quân đội Ukraine, đồng thời năng lực sản xuất chất nổ, thuốc súng và nhiên liệu tên lửa rắn của Kiev đã giảm đáng kể. Trước đó, theo thông tin từ lực lượng không quân Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Thông báo của lực lượng không quân Ukraine đăng trên Telegram nêu rõ, các hệ thống phòng không của Ukraine đã phá hủy ít nhất 16 tên lửa của Nga Tuy vậy, một số tên lửa hành trình KH-22 vẫn nhắm trúng mục tiêu, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng. Cũng trong tuyên bố trên, quan chức Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng khẳng định rằng Ukraine đã phải chịu thiệt hại nặng nề về nhân lực trong những cuộc giao tranh ở miền Đông. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời ông Andrei Madoshko, trung tá đã nghỉ hưu của lực lượng dân quân thuộc Lugansk nhấn mạnh. Mỗi ngày, đối phương buộc phải điều động lực lượng bổ sung đến đây, gần Kremenaya, lên đến một tiểu đoàn, vì tổn thất ở khu vực này theo ước tính sơ bộ là khoảng 200 quân nhân mỗi ngày. Ông Marosko cho biết, tổn thất của Ukraine gần thành phố Kremenaya thuộc tỉnh Lugansk trên thực tế có thể so sánh với tổn thất ở thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Trước đó, ông Marosko hôm 12 tháng 1 xác nhận, các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đã chọc thùng tuyến phòng thủ của Ukraine gần Kremenaya. Ông Marosko tuyên bố, đối với thành phố Kremenaya và các vùng ngoại ô, tôi có thể khẳng định các binh sĩ của chúng ta tiến công thành công. Họ đã chiếm được nhiều vị trí thuận lợi, đẩy lùi các binh sĩ Ukraine khỏi nơi trú ẩn của họ. Nói một cách đơn giản, cuộc tiến công của chúng ta đã tạo ra kết quả tích cực. Ông Maroshko không nói rõ lực lượng Nga đã tiến được bao xa, song khẳng định lực lượng Nga gần Kremenaya có đủ nhân lực để hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Ông cho biết thêm rằng, họ tiến được bao xa không quan trọng, điều thực sự quan trọng là những vị trí đã bị chiếm giữ bởi những khu vực họ giành được gồm các cao điểm chỉ huy và các vị trí thuận lợi, cho phép kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn. Theo cựu trung tá Lugansk, các lực lượng vũ trang Ukraine thiếu thiết bị ngụy trang, đó là lý do họ chịu nhiều tổn thất như vậy. Ông giải thích rằng, các đơn vị của Ukraine trên giới tuyến gặp vấn đề với thiết bị ngụy trang. Các binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến buộc phải bỏ qua việc ngụy trang vì áo khoác ngụy trang mùa đông không được cấp hoặc họ chỉ được cấp các trang thiết bị ngụy trang chất lượng thấp và nhanh chóng không sử dụng được. Ông Marosko cũng cho biết, việc thiếu trang phục ngụy trang dẫn đến việc các quân nhân Ukraine để lộ vị trí và ngày càng gia tăng tổn thất. Theo ông, các binh sĩ Ukraine sau khi kêu gọi các chỉ huy phân bổ trang thiết bị ngụy trang đã nhận được lời kêu gọi mua chúng bằng tiền túi của họ. Tại Bakhmut, lực lượng Nga và Ukraine vẫn đang tiếp tục giao tranh nhiều trận gốc liệt. Moscow được cho là tìm cách kiểm soát thành phố chiến lược này trước thời điểm cho một năm mở chiến dịch tại Ukraine. Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk đã kêu gọi người dân ở trào lửa này lập tức sơ tán để đảm bảo an toàn. Bà Irina Vereshchuk viết trên Telegram rằng, Tôi kêu gọi người dân vẫn còn ở Bakhmut hãy sơ tán ngay lập tức. Theo bà Irina, hiện còn khoảng 6.000 dân thường ở lại Bakhmut, bất chấp các cuộc giao tranh khốc liệt giữa quân đội Nga và Ukraine hơn 7 tháng qua. Một ngày trước đó, phía Ukraine cũng di chuyển hồ sơ, tài liệu khỏi các tòa nhà chính quyền ở Bakhmut. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến ở Bakhmut chưa có dấu hiệu lắng xuống. Đây là mặt trận khốc liệt, đẫm máu nhất ở Ukraine hiện nay. Bakhmut có ý nghĩa chiến lược đối với Nga. Nếu giành được thành phố này, họ có thể phá vỡ tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra hướng tiến công nhằm gây áp lực lên Kramatorsk và Slovyansk, các thành trì chủ chốt của Ukraine ở Donetsk, từ đó kiểm soát hoàn toàn Donetsk. Quân đội Nga đầu tuần này tuyên bố đã cắt đứt 3 trong số 4 tuyến đường mà các đơn vị của Ukraine dùng để tiếp viện cho Bakhmut. Ukraine thừa nhận tình hình ở Bakhmut rất khó khăn, nhưng khẳng định vẫn giữ vững các phòng tuyến và gây tổn thất lớn cho phía Nga khi tìm cách bao vây thành trì này. Theo giới quan sát, Kiev đang phải đối mặt giữa hai lựa chọn khó khăn hoặc cố thủ ở Bakhmut để giữ chân lực lượng Nga trước khi phương Tây viện trợ thêm vũ khí hoặc rút quân khỏi đây để tránh bị bao vây. Mặc dù vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không từ bỏ Bakhmut. Trong video bài phát biểu hàng đêm mới đây, ông nhấn mạnh, giữ ổn định tình hình ở tiền tuyến, chuẩn bị cho các bước leo thang của đối phương, đó là ưu tiên hàng đầu của quân đội trong tương lai gần. Giới chức Mỹ trước đó cũng khuyến cáo Ukraine hoãn kế hoạch phản công cho đến khi nhận được những lô viện trợ mới nhất của phương Tây. Vấn đề tăng cường viện trợ cho Ukraine dự kiến sẽ được thảo luận khi lãnh đạo phương Tây dự hội nghị an ninh Munich tại Đức vào cuối tuần này. Trong số các lãnh đạo tham gia có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phó tổng thống Mỹ Kamala Harris. Shehi Haidai, người đứng đầu chính quyền Lugansk miền đông Ukraine cho biết, tần suất những cuộc tấn công của Nga đang tăng đáng kể sau các tiền tuyến. Ông cho biết, tình hình khó khăn ở mọi hướng do tần suất tấn công của Nga tăng lên đáng kể. Các vụ pháo kích cũng tăng mạnh, thậm chí có cả sự tham gia của không quân. Họ liên tục tìm cách chọc thùng phòng tuyến của chúng ta. Trong một nguồn tin nóng vừa được truyền thông tiết lộ, Nga đã thành lập một đội quân tư nhân mới đặt dưới quyền kiểm soát của tập đoàn năng lượng Gazprom. Theo trang Eurasian Times đưa tin, nhà sản xuất năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã nhận được sự chấp thuận của thủ tướng Mikhail Mishustin trong việc thành lập một đội quân tư nhân trực thuộc tập đoàn này. Theo đó, công ty quân sự mới sẽ được thành lập bởi hai cổ đông chính là Gazprom nắm giữ 70% vốn điều lệ và công ty an ninh tư nhân Staff Center nắm giữ 30% số vốn còn lại. Điều lệ và tổ chức của công ty quân sự tư nhân do Gazprom kiểm soát hiện chưa được công bố. Tuy nhiên theo nguồn tin của truyền thông Nga, công ty quân sự này được thành lập với mục tiêu tạo thêm một lớp bảo vệ nữa cho nước Nga cũng như đảm bảo an toàn cho các công trình và cơ sở sản xuất dầu khí của nước này. Đây được xem là động thái đáp trả của Nga sau nghi vấn hai đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án dòng chảy phương Bắc Nord Stream của nước này bị phá hoại có chủ đích. Bộ Quốc phòng Nga và hiện Gazprom chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Dù được khai sinh với mục đích chính là bảo vệ các cơ sở dầu khí của Nga, sự xuất hiện của đội quân tư nhân này vẫn khiến nhà chức trách Ukraine phải đề cao cảnh giác. Trong xung đột Nga-Ukraine, các binh sĩ thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner đã tích cực tham chiến cùng quân chủ lực Nga và gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho lực lượng Ukraine. Các binh sĩ Wagner được cho là đã có mặt tại các chiến trường trọng yếu tại Ukraine và hiện đang đóng vai trò chủ đạo trong chiến dịch giành quyền kiểm soát thành trì Bakhmut ở miền đông nước này. Theo thông tin từ tình báo Anh vừa được tiết lộ cho biết, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đang tiếp tục điều động một lượng máy bay tương tự nhiều tháng qua để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trang Prada trích dẫn báo cáo của cơ quan tình báo quốc phòng Anh viết, sau vài tuần yên nắng hơn, tỷ lệ xuất kích của Nga đã tăng lên trong tuần qua. Hoạt động trên không hiện gần bằng với tần suất trung bình hàng ngày kể từ mùa hè năm 2022. Tuy nhiên, tình báo Anh tin rằng không quân Nga tiếp tục hoạt động kém hiệu quả trong cuộc xung đột khi phải đối mặt với mối đe dọa liên tục từ lực lượng phòng không Ukraine, đồng thời phải phân tán căn cứ trước nguy cơ bị Ukraine tấn công vào các sân bay. Máy bay chiến đấu của Nga hầu như chỉ hoạt động trên lãnh thổ do Nga kiểm soát, khiến họ không thể thực hiện vai trò của mình một cách hiệu quả. Báo cáo nhận định, không quân Nga có thể vẫn còn một phi đội gần như nguyên vẹn, gồm khoảng 1.500 máy bay quân sự có phi hành đoàn, mặc dù họ đã mất hơn 130 chiếc kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Tuy nhiên, dường như rất ít khả năng họ đang chuẩn bị cho một chiến dịch không quân mở rộng đáng kể trong bối cảnh hiện tại, vì tổn thất có thể lớn hơn. Trước đó, Financial Times dẫn nguồn thạo tin nói rằng, theo thông tin tình báo được chia sẻ giữa các đồng minh NATO, Nga đang tập trung máy bay gần biên giới với Ukraine. Điều này làm dấy lên đồn đoán, Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc không chiến quy mô lớn nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường Ukraine. Trong cuộc họp với các nước đồng minh hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo, lực lượng bộ binh của Nga đã bị thiệt hại khá nhiều sau các cuộc giao tranh nên việc tập kết máy bay có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang chuẩn bị cho một cuộc không chiến. Vì thế Ukraine cần phải nâng cấp khả năng phòng không và cần thêm nhiều đạn dược. Một nhà ngoại giao phương Tây đánh giá, hơn 80% nguồn lực không quân của Nga có lẽ vẫn được bảo toàn và luôn sẵn sàng triển khai. Vì thế, tôi cho rằng họ đang chuẩn bị thực hiện một chiến dịch không kích lớn nhằm vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống phòng không của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa chính thức công bố thông tin về việc bổ nhiệm bốn chỉ huy của các quân khu. Cụ thể, Trung tướng Andrei Motvichev được bổ nhiệm làm tư lệnh quân khu miền Trung, thay thế người tiền nhiệm Thượng tướng Alexander Lapin. Ông Motvichev từng là tư lệnh binh đoàn vũ trang cận vệ 8 thuộc quân khu miền Nam của Nga, lực lượng do ông lãnh đạo đã từng tiến hành cuộc tấn công vào thành phố Mariupol năm 2022. Tháng 3 năm 2022, Ukraine từng đưa tin ông Motvichev thiệt mạng trong đợt giao tranh ở sân bay Chernobyl thuộc vùng Kherson. Quân khu miền Trung là quân khu lớn nhất ở Nga theo quy mô địa lý với diện tích 7.060 triệu km vuông, tương đương 40% lãnh thổ nước này. Cũng theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Kuzolev được bổ nhiệm làm tư lệnh quân khu miền Nam. Trong khi trung tướng Yevgeny Nikoforov được bổ nhiệm làm tư lệnh quân khu miền Tây, trung tướng Rustam Muradov được bổ nhiệm làm tư lệnh quân khu miền Đông. Trong một thông tin đáng chú ý khác, giám đốc tài chính của quân khu miền Tây Nga, Marina Yankina đã bị thiệt mạng sau khi rơi từ cửa sổ một chung cư cao tầng. Bà Marina Yankina, 58 tuổi, giám đốc tài chính của quân khu miền Tây, trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đã tử nạn sau khi rơi từ cửa sổ của một tòa nhà cao tầng trên đường Jamsina ở thành phố Saint Petersburg.